Chúng ta cùng nhau bố trí cây cối nào. Các bạn nhấn phím W zoom gần chậu này. Ở đây cỏ đã mọc vào trong này rồi, tôi sẽ xử lý sau. Tôi nhấn space W. Ok, các bạn chuyển về phần này, chọn phần cây và chọn vào đây. Phần đánh dấu. Tôi chọn cây này và bố trí vào đây. Khá là vật vã. Chúng ta scale nhỏ lại. Nhấn phím W. Chúng ta quá đà rồi. Đây là cây của chúng ta. Bố trí cũng khá hợp lý. Bây giờ tôi bấm vào và bố trí thêm cỏ. Các bạn scale nhỏ lại. Khá to. Rồi, ok. Khá đơn giản. Tôi nhấn lệnh di chuyển, nhấn phím Atlas và copy ra nhiều cỏ. Khá tự nhiên. Tôi nhấn phím D qua bên này. Chúng ta sẽ bố trí những cây trang trí ở đây. Tôi chọn cây này và đặt đúng vị trí này. Chúng ta hạ thấp. Kép. Bây giờ các bạn di chuyển sao cho ở trong lọ này là ok. Tôi sẽ scale nhỏ lại, trông còn khá lớn. Để ấn tượng hơn, chúng ta sẽ cùng nhau đổi màu cho cây này. Ok. Các bạn bấm vào Edit. Bấm vào đây, chúng ta đổi màu. Tím thì sao các bạn nhỉ? Cũng khá đẹp đúng không nào? Tôi sẽ bố trí thêm cây thứ hai. Cũng scale nhỏ lại. Chúng ta scale nhầm rồi. Rồi, ok. Chúng ta cùng nhau xoay thêm góc sao cho tự nhiên nhất có thể. Tôi được màu. Hai cây chúng ta đang trùng nhau khá là khó chịu. Ok. Tôi đổi màu tươi hơn một chút. Chúng ta scale lại sao cho hai cây hợp lý nhất. Nhấn S. Vậy là tương đối hợp lý rồi. Tôi nhấn phím W ra ngoài để chúng ta bố trí cây bên ngoài. Tôi bố trí tại vị trí này. Scale lớn lên. Chúng ta cùng nhau di chuyển qua bên này một chút. Khá ổn áp rồi. Bây giờ tôi vào phần chụp hình. Tôi lựa lại góc này. Thấy rằng cây của chúng ta đang trơ cành quá nhiều. Tôi sẽ phần xây dựng và chúng ta di chuyển lại một chút. Các bạn nhấn W. S. Và lệnh di chuyển. Đẩy cây này qua đây một chút xíu nữa là ok. Vậy là được rồi. Khá là đẹp. Tôi là phần xây dựng và kết thúc video này.